Chào mừng toàn thể các em đã đến với cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. STC E8 Mini Ultra tiếp tục về thêm đơn hàng mới phục vụ các bác nhá. Đây là một trong những mẫu sản phẩm vang rất là hay, được tích hợp công nghệ bóng đèn lọc âm rất tốt, nên là các anh em nâng cấp bộ dàn máy âm thanh gia đình chắc chắn là các anh em sẽ cảm thấy rất là hài lòng. Và đây là hộp hình thức đây các bác nhìn. Hôm nay thì ở bên em tiếp tục về thêm lô hàng mới, em sẽ cùng các anh em kiểm tra các tính năng cũng như là test chất âm của bộ sản phẩm vang đang rất là hot bên cửa hàng Tùng Audio ở cái lô hàng mới này. Và đây xin giới thiệu cho các anh em khách hàng STC E8000 Ultra, thiết bị vang cửa lai số hàng chính hãng cao cấp. Và cái sản phẩm này thì bên em bán rất là chạy hàng rồi, và thậm chí là ở trên thị trường âm thanh thì rất nhiều đơn vị họ review cái bộ sản phẩm vang STC E8000 Ultra. Và giá thì vẫn đang giảm sâu cho anh em khách hàng, chưa đến 2 triệu đồng, thậm chí là rẻ hơn so với giá thị trường rất nhiều lần khi các anh em mua hàng và đặt hàng tại cửa hàng Tùng Audio. Ngoài cái mức giá thành tốt ra thì bên em sẽ hỗ trợ cho các anh em các cái cách thức căn chỉnh tốt nhất cũng như là đảm bảo về chế độ chăm sóc khách hàng để anh em mình nhận hàng về chúng ta sử dụng trong khoảng thời gian bảo hành chúng ta yên tâm. Và với STC 8000 Ultra, đây là một thiết bị vang nhại rất là cần thiết trên bộ dàn máy âm thanh. Cái thiết bị này nó sẽ hỗ trợ cải thiện giọng hát, hỗ trợ cho anh em nâng tiếng nhạc, rồi là cài đặt được cả tiếng mic và cả tiếng lời nữa. Và ngày hôm nay thì bên em sẽ cùng qua anh em trải nghiệm lại một nữa về mẫu sản phẩm vang STC 8000 Ultra, đặc biệt là với những em mới đăng ký kênh và mới theo dõi và đang tìm hiểu về dòng vang này. Đấy, chúng ta hãy cùng ngồi lại với em một đôi phút để trải nghiệm dòng vang STC 8000 Ultra nhé. Về cái thiết kế thì dòng vang này có sự thay đổi một chút so với những cái dòng vang cơ lai số thông thường mà em cũng đã từng review, và cái dòng này thì em cũng đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi. Thay vì việc là chúng ta chỉnh bằng tô vít thì với dòng vang STC 8000 Ultra chúng ta sẽ sử dụng và cài đặt tất cả tính năng bằng nút control, bằng nút chỉnh số, nó đơn giản và nó chuyên nghiệp hơn. Đấy, cũng như là khi chúng ta sử dụng thì thật sự nó sẽ mang lại cho anh em cái yếu tố là chúng ta thao tác nó đơn giản. Chúng ta sẽ có các nút tính năng để chỉnh âm thanh cũng như là các cái phần tính năng hiệu ứng. Chúng ta sẽ có 6 nút tính năng input, chúng ta chuyển cổng tín hiệu cấp nhạc, tức là cái nút này để chúng ta lấy tín hiệu nhạc cấp nhạc qua các đường cổng như là Bluetooth này, đường cổng quang này. Đấy, chúng ta kết nối ở phía mặt sau. Đấy, đường coaxial và đường aux trắng đỏ truyền thống, hay đường cổng cắm USB nữa. Các bác lấy tín hiệu vào đâu thì các bác hãy nhớ cắm đúng đường cổng tín hiệu, chuyển đúng đường cổng tín hiệu cho em qua nút input. Và tiếp theo chúng ta sẽ có FB chống hú. Với dòng này thì sử dụng tới 5 cấp độ chống hú. Tùy theo bộ dàn nhé các bác, có thể là với những bộ dàn mà không hú rít thì chúng ta cũng không cần phải bật chống hú. Còn nếu như có hiện tượng hú rít thì chúng ta có thể bật các cái cấp độ chống hú lên để nó tăng được cái khả năng chống hú tốt hơn trên bộ dàn máy âm thanh. Tính năng Proti giọng nói, cái tính năng này thì đi làm công việc chuyên môn nó rất là cần thiết rồi. Một cái tính năng mà nó sẽ hỗ trợ tiếng mic nó sẽ lớn hơn tiếng nhạc, nó sẽ biến cái tiếng nhạc thành nhạc nền, nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng vẫn có tiếng nhạc, và tiếng mic lúc nào là cũng sẽ lớn hơn so với tiếng nhạc để anh em đi làm công việc chuyên môn nó rất là chuyên nghiệp. Tiếp theo là sẽ có 3 nút tính năng quan trọng nhất để anh em chỉnh âm thanh. Ở đây chúng ta sẽ có Music, Mic và Effect. Các cần nhấn vào Music chúng ta sẽ chỉnh âm thanh của phần nhạc. Ở đây thì nó sẽ hiển thị ngay chế độ âm thanh của phần nhạc ở trên mặt màn hình đang là 23 âm lượng tổng. Đang có thể tăng hoặc giảm bằng việc là xoay cho em phím Control Volume. Đây là phím Setup để anh em chỉnh âm thanh tăng phải, giảm trái. Nhấn nhiều lần vào nút Music chúng ta sẽ có chế độ bass trung chép. Đấy, các bác nhìn bass này, chép này, mid chép để anh em thể chỉnh âm thanh tiếng nhạc, rồi cả tiếng sub đó. Nhấn nhiều lần các cái nút tính năng, các cái tính năng ở trên phần nhạc này, nó sẽ tích hợp trên nút Music để anh em mình cài đặt và tinh chỉnh bằng cách là xoay cho em thì volume control. Tiếp theo phần mic cũng vậy nha các bác. Đấy, tăng giảm âm lượng mic này, chỉnh âm thanh bass trung chép này. Và phần cuối cùng sẽ là effect. Đây là cái phần mà quan trọng nhất để anh em mình chỉnh hưởng âm thanh. Chúng ta sẽ có effect tổng vang nhạc, chúng ta sẽ có các chế độ của bass trung chép. Đấy, chúng ta sẽ có chế độ của reverb, chúng ta sẽ có reverb time, cắt tần số cao reverb, delay cộng l, tức là cái chế độ echo đấy. Đấy, chúng ta sẽ cài đặt được tất cả tính năng echo và reverb và chế loop effect này bằng cách là xoay cho em phím control. Và đương nhiên rồi, khi các anh em mua hàng tại cửa hàng em thì để đơn giản nhất cho anh em tiêu dùng thì bên cửa hàng em cũng đã hỗ trợ setup và cài đặt trước tất cả tính năng. Anh em mình nhận hàng về mà chưa biết cách sử dụng cài đặt tính năng thì cần nhấn cho em nhạc này, tăng nhạc lên, nhấn mic, tăng mic lên, effect, tăng effect lên là chúng ta trải nghiệm thôi. Còn lại các hiệu ứng âm thanh sau một khoảng thời gian sử dụng là các anh em nghe và các kèm nhạc cảm nhận, chúng ta sẽ thấy được đâu là reverb, đâu là echo, và chúng ta sẽ có thể tự mình tinh chỉnh và cài được ngay. Thêm điều khiển remote thông minh nữa, nếu anh em muốn thao tác đơn giản, chúng ta sẽ có một chiếc điều khiển để anh em có thể ngồi từ xa cũng có thể tăng giảm âm lượng, chuyển vào chế độ nhạc, vân vân. Và đây là tính năng công nghệ bóng đèn. Công nghệ này thì nó đã được xuất hiện rất lâu rồi, nhưng hiện tại thì ở trên dòng vang thì dường như có mỗi STC 8000 Ultra làm điều này thôi. Chúng ta sẽ có tính năng công nghệ bóng đèn rất hay khi nó lọc âm cho tiếng ra tốt hơn, lọc bộ sụp sôi dàn máy tốt nhất cho các anh em. Thiết kế phía sau thì dòng này đầy đủ các đường cổng calon kết nối nhé, có 2 đường cổng sub này,
hai đường cộng anh em cắm full, cắm cả cá lông hoặc đường AV đều được, sub AV cũng được luôn, và các cái đường cộng cắm mic cho anh em đấy. Và thật STC 8000 Ultra nó đầy đủ của tính năng tiện ích rồi, nó không hề thiếu tính năng nào cả, nó còn được tích hợp thêm công nghệ bóng đèn, rất nhiều anh em đã quan tâm về tính năng này. Một ngày hôm nay thì em Đúng Audio về thêm lô hàng mới đấy, các bác muốn tham khảo chi tiết hơn nữa, em có rất nhiều video làm về dòng STC 8000 Ultra. Và bây giờ thì cùng anh em lắp tai nghe và bật trải nghiệm chất âm đến từ STC 8000 Ultra nhé. Và cùng anh em mà nghe và trải nghiệm âm thanh nào. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 chúng ta đã được nghe và trải nghiệm âm thanh của STC 8000 Ultra. Đây là một trong những mẫu sản phẩm vang rất là chất lượng với cả anh em, với chất âm bay bổng ngọt ngào dễ hát, có độ lìm tiếng cao như thế này chắc chắn sẽ mang đến cho anh em sự tự tin khi chúng ta cất lên được cả tiếng hát của mình rồi. Có cái hiệu ứng vang nhẹ các bác nghe thấy không ạ? Đấy, giải âm thanh intro rất là lìm tiếng, ngọt và dễ hát. Khi chúng ta alo chúng ta sẽ thấy ngay nó lặp lại cái tiếng alo của anh em. Khi chúng ta alo thì là sẽ có cái điệu luyến ánh ngân nga tốt hơn, ví dụ là hát lên tông giọng, hát nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc vô đô. Cộng thêm cái hiệu ứng reverb đấy, em cài reverb vừa thôi nhưng mà âm thanh reverb cũng đủ để các bạn cảm nhận cái giọng thật rồi, không hề ảo giọng một chút nào cả. Hát vừa có độ giọng thật, vừa có độ lịnh tiếng của giải echo, khả năng chống hú cao và lọc âm qua công nghệ bóng đèn nữa, các bác sẽ thấy ngay giọng của mình nó rất là trong tiếng. Và quả thật là chúng ta hát với cái dòng vang này thì nó rất là chuyên nghiệp, và đây là một trong thiết bị vang nhại mà không được bỏ qua. Nếu như anh em đang tham khảo cái dòng này thì đây sẽ là cơ hội rất tốt cho anh em lựa chọn nâng cấp bộ giảm máy âm thanh gia đình với mức giá bên cả anh em đang xả chỉ còn hơn 1,5 triệu thôi. Còn là vàng rất là chất lượng trong khoảng tầm giá dưới 2 triệu đồng thì đây chắc chắn sẽ là một trong những mẫu sản phẩm vàng và sẽ mang lại cho anh em sự trải nghiệm phòng hát gia đình vô cùng chuyên nghiệp. Anh em có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ trực tiếp ngay với em Tùng Audio theo số điện thoại là 0979629336 để đặt hàng và sở hữu cho mình thiết bị vang cửa sổ hàng chính hãng cao cấp chất lượng đến từ hãng STC phiên bản E8000 Ultra anh em nhé.